Đây, xin chào các bạn nhé. Mình hôm nay về được một thùng hàng. Thùng này là mình săn sale được, nó là hàng mới, ốp điện thoại đấy các bạn nhìn, ốp điện thoại này. Đây thông tin của mình đây, đây. Đây là thông tin order này. Đấy, cái bay đây các bạn nhé. Hàng này là hàng Mỹ và mình mua trực tiếp ở bên Mỹ về. Để cho các bạn này hiểu về nguồn gốc xuất xứ. Đây là những cái chiếc lưng ốp lưng của UAG các bạn nhé. Đây là một cái hãng ốp lưng rất là nổi tiếng và ở Việt Nam mình cũng rất là ưa chuộng. Tuy nhiên thì giá rất là đắt. Nếu như các bạn ra cứ cửa hàng mà bán điện thoại các bạn mua là nó có giá lên đến cả gần 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu nữa. Đây, tuy nhiên những cái chiếc hàng này thì mình đều là săn sale về và nó giá nó rất là tốt. Đây các bạn nhìn, đây là hàng chính hãng nhé. Các bạn đừng so sánh với những cái hàng fake, hàng nhái các bạn nhé. Tất cả đều là hàng Mỹ về. Đấy. Toàn là hàng họ xả kho đấy. Các bạn nhìn thấy không? Thông tin hết đây này. Ở thùng này thì là XS Max các bạn nhé. Hình như là 30 hay là bao nhiêu chiếc nhỉ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hình như là 30 chiếc. Đấy, thì nếu mà các bạn, đây mình sẽ bóc một chiếc cho bạn xem luôn đi. À, hộp rất là, đây các bạn nhìn hàng chính hãng nó sẽ rất là khác với hàng fake các thứ các bạn nhé. À, các bạn nhìn thấy không, cứng cực kỳ luôn. Nó rất là chắc chắn luôn. Ở bên trong là có chống sốc luôn. Các cái nút thì cũng rất là mềm. Đó, đây là một chiếc ốp chính hãng các bạn nhé. Đấy. Ngoài ra nữa thì thực ra thì bên mình không chuyên bán ốp đâu, nhưng mà thi thoảng mình thấy có những cái đơn hàng ngon thì mình vẫn nhập về. Đây ví dụ như ở đây này, những chiếc này là của Otterbox này. Đây là một thương hiệu ốp lưng rất là nổi tiếng của những chiếc này mình mua là dành cho Galaxy S20 cộng. Otterbox. Đây là S20 Ultra. Đây cũng là Ultra này. Tất cả đều hàng hãng hết, hàng chính hãng các bạn nhé, rất là tốt. Đấy. Ok, nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé.